quý vị những thông tin chi tiết. Trên khu đất nông nghiệp rộng 3.000 m2 ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 100 ngôi mộ. Điều đáng nói là đất nông nghiệp nên khu vực này nghiêm cấm mọi hành vi mua bán, chuyển nhượng để sử dụng chôn cất làm nghĩa địa. Ghi nhận của Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Chúng tôi tìm đến khu đất nông nghiệp rộng 3.000 m2 ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nhưng không gặp được chủ đất. Theo Ủy ban nhân dân xã này, khu đất do ông Huỳnh Văn Lánh, 90 tuổi, làm chủ, đã cho nhiều người dân xây mộ từ trước năm 2016. Trước năm 2016 trở về trước thì khu vực này là hộ dân khó khăn, cho nên là chú mới có những cái biện pháp mà chia sẻ với hộ dân để cho họ có một cái nơi thờ tượng đó, trong các ông bà nó được tốt hơn. Địa phương cho biết, khu đất này ở ấp 18, một phần đất được cấp giấy chứng nhận cho ông Huỳnh Thanh Sang, con ông Lánh. Một phần do gia đình ông Lánh đăng ký kê khai sử dụng trên nền tài liệu bản đồ địa chính. Trong đợt Covid-19, số lượng mộ tăng lên nhiều. Tháng 7 năm 2024, địa phương cho sáng lấp, trả lại hiện trạng đất nông nghiệp trên hai khu mộ mới xây. Đồng thời thì trong quá trình kiểm tra thì phát hiện 27 nguyệt mộ đã đào sẵn nhưng chưa chôn cất, thì ủy ban cũng đã kịp thời thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để san lấp và trả lại hiện trạng ban đầu là đất nông nghiệp. Ủy ban nhân xã sẽ cũng có những cái báo cáo, tổng hợp báo cáo về ban huyện để ban huyện có những cái điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp sử dụng đất đối với địa bàn xã Vĩnh Lộc A. Khu vực này có khoảng 40 hộ dân, việc an toàn nguồn nước, vệ sinh môi trường cũng là vấn đề đáng quan tâm. Ở đây năm mấy, xong rồi mới dọn đi khoảng 2 tháng rồi xong mới dọn về đây hơn tháng. Em xài nước sạch thì tốt. Từ năm 2016 đến nay thì cũng đã có nước sạch, là xí nghiệp cung cấp nước của nông thôn thành phố Hồ Chí Minh là đã đến 100% trên địa bàn cho hộ dân để xài cái nguồn nước thủy cục rồi ạ. Địa phương cho biết vẫn tiếp tục giao công an xã rà soát, thu thập thông tin xác định hành vi vi phạm phân lô bán nền, phân lô bán huyệt mộ trái pháp luật. Khi có cơ sở sẽ chuyển cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Mới đây, Bộ Công Thương vừa đề nghị nhiều cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp liên quan nghiên cứu kỹ quy định của pháp luật và tham gia ý kiến với dự thảo đánh giá tình hình thực hiện và chủ trương điều chỉnh quy hoạch điện 8. Lý do được Bộ Công Thương nhắc tới là tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm giai đoạn 2021-2025 như dự báo trong quy hoạch điện 8 khó khả thi nên cần thiết phải rà soát cập nhật lại tình hình phát triển kinh tế xã hội để chuẩn xác lại tình hình phát triển phụ tải, làm cơ sở để rà soát định hướng lại tình hình phát triển nguồn và lưới điện trong giai đoạn tiếp theo. Cùng với đó, các nguồn điện được phê duyệt không đáp ứng tiến độ theo kế hoạch, nguy cơ thiếu điện năng sử dụng trong tương lai. Chuyển sang một tin tức khác, thưa quý vị, theo Tổng cục Thống kê thì tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2024 ước đạt hơn 1.335.000 tỷ đồng, bằng 78,5% dự toán năm và tăng 17,8% so với cùng kỳ của năm trước. Trong đó thì thu nội địa đạt gần 1.117,2 nghìn tỷ đồng. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 178,7 nghìn tỷ đồng. Tổng chi ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt 1.104 nghìn tỷ đồng. Chi ngân sách nhà nước bảo đảm các nhu cầu phát triển về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời các đối tượng theo quy định. Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức lễ khánh thành làng văn hóa các dân tộc thiểu số giai đoạn 1 tại huyện vùng cao A Lưới. Công trình được xây dựng với tổng vốn đầu tư hơn 21 tỷ đồng từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Qua 2 năm thi công, làng văn hóa sẽ là ngôi nhà chung sinh hoạt của đồng bào các dân tộc thiểu số phía Tây Trường Sơn, tái hiện các lễ hội đã được công nhận di sản phi vật thể quốc gia, phát huy giá trị nghề truyền thống, qua đó giúp bà con cải thiện sinh kế và giảm nghèo bền vững. Chính quyền huyện A Lưới cam kết sẽ phát huy giá trị công trình. Trong đó, giai đoạn 2 sẽ tập trung vào trình diễn nghề truyền thống, phục vụ du lịch cộng đồng trong thời gian tới. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua một số tin bài viết đáng chú ý được các báo đăng tải trong buổi sáng Chủ nhật ngày hôm nay.
Với số lượng xe hợp đồng chiếm gần 70% tổng số xe khách, loại hình vận tải này đang đóng vai trò rất lớn trong việc vận chuyển, luân chuyển hành khách, được nhiều người dân lựa chọn sử dụng. Tuy nhiên, để tạo sân chơi bình đẳng đối với xe tuyến cố định, cần xây dựng khung pháp lý như là đăng ký kinh doanh, thu thuế, xem xét thêm các loại phí bến bãi khi đón khách tại những điểm được quy định. Thực tế là hiện nay nhiều xe hợp đồng vận chuyển nhiều loại hành khách như là tham quan, du lịch, công nhân, học sinh, phạm vi hoạt động rộng, thường xuyên, tuyến đường ngõ ngách nhiều khung giờ, từ đó nảy sinh việc xe hợp đồng chạy xe như là xe cố định. Theo quy định, xe kinh doanh đổi biển vàng. Tuy nhiên, còn tình trạng phổ biến xe dù không đổi biển chèn ép xe taxi khi đón khách. Lực lượng quản lý, thanh tra giao thông không đủ để xử phạt. Và hiện nay thì xe hợp đồng chỉ nộp mỗi thuế môn bài, trong khi xe tuyến cố định phải nộp các loại thuế khác nhau. Chiếu theo quy định hiện hành, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải cung cấp nội dung hợp đồng, có phần mềm theo dõi hợp đồng, các cơ sở để kiểm tra, giám sát ngay khi thực hiện dịch vụ. Các doanh nghiệp chạy xe không hợp đồng, không xuất hóa đơn là vi phạm quy định về giao thông vận tải và quy định về luật quản lý thuế. Tiếp tục là một bài viết về một vấn đề hiện vẫn còn đang tồn tại hiện nay, thưa quý vị. Nhiều diện tích đất nông nghiệp, đất dự án thuộc quy hoạch hàng năm bị biến hình thành nhà xưởng, khu đô thị, thậm chí là bãi rác. Việc sử dụng đất đai sai mục đích gây ra những hậu quả tiêu cực cho cả môi trường và xã hội. Việc sử dụng sai mục đích đất nông nghiệp và dự án thuộc quy hoạch xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Trước hết, công tác quản lý đất đai ở một số địa phương còn yếu kém, thiếu sự giám sát chặt chẽ. Nhiều trường hợp lấn chiếm sử dụng đất sai mục đích diễn ra trong thời gian dài mà không bị phát hiện hoặc xử lý không kịp thời. Điều này đã dẫn đến sự nhờn luật, các hành vi vi phạm ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp hơn. Sự chồng chéo và thiếu nhất quán trong hệ thống pháp luật về đất đai cũng là một nguyên nhân quan trọng. Nhiều quy định về quản lý và sử dụng đất đai còn mập mờ, tạo điều kiện cho các đối tượng xấu lợi dụng để chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy định. Cần bổ sung, sửa đổi các quy định hiện hành để tạo ra một khung pháp luật chặt chẽ, minh bạch, đảm bảo việc quản lý sử dụng đất đai được thực hiện một cách nghiêm túc. Tình trạng người nước ngoài điều khiển xe máy vi phạm giao thông diễn ra phổ biến, trong đó đa phần là khách du lịch thuê xe không có bằng lái. Nhu cầu thuê xe tự lái, nhất là của du khách nước ngoài, khá là lớn khi đến Việt Nam du lịch. Hầu hết du khách đều không có giấy phép lái xe, hoặc là có nhưng không đúng quy định. Còn các chủ cơ sở cho thuê xe không quan tâm đến việc khách có bằng lái hay là không, chỉ yêu cầu khách có hộ chiếu hoặc là cọc tiền. Còn không có bằng lái, công an phạt khách tự chịu. Ngoài ra, hiện còn có tình trạng viết giấy tay bán xe cho người nước ngoài. Người mua đi một thời gian sẽ bán ngược xe lại cho cơ sở cho thuê nhằm tránh việc chủ cơ sở liên đới trách nhiệm của người giao xe. Dù hiện nay việc mua bán cho hay là tặng xe đều có quy định cụ thể, nhưng người kinh doanh lách luật viết giấy tay bán xe để né trách nhiệm là vi phạm pháp luật. Một nghịch lý từ lâu nay đã tồn tại ở một số địa phương, đó là trong khi giá nhà chung cư thì rất đắt, nhiều người tìm mua thì một số khu nhà tái định cư lại không sử dụng đến, thậm chí là bỏ hoang và lãng phí. Thực tế hiện một số dự án nhà chung cư tái định cư đã hoàn thành nhưng nhiều năm qua vẫn chưa có ai về ở. Lý do có nhiều như là dự án được xây dựng tại khu vực xa trung tâm, thiếu tiện ích, gây khó khăn cho người dân trong việc di chuyển sinh hoạt, chất lượng xây dựng chưa thực sự tốt. Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng nghiên cứu chuyển đổi mục đích sử dụng căn hộ tái định cư chưa sử dụng sang nhà ở xã hội. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dự án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, giải quyết số lượng lớn nhà tái định cư bị bỏ hoang lãng phí nhiều năm. Đáng chú ý, với quỹ nhà tái định cư, nếu sau khi đã bố trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất mà còn căn hộ không sử dụng hoặc sử dụng không hết, thì đề xuất phương án tổ chức bán đấu giá thu hồi vốn. Nhiều ý kiến chuyên gia cũng đồng ý với phương án về những dự án nhà ở tái định cư nếu không sử dụng, không bảo đảm chất lượng, cần được thu hồi lại và tổ chức bán đấu giá, tạo lập thành nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại để bán cho người dân đang có nhu cầu.